Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân. Kiên định cùng triết lý mang lại giá trị thật. Dấn thân vào khó khăn để chui rèn bản lĩnh. Không ngừng tiến về phía trước. Kiến tạo tương lai bền vững từ hôm nay. Bền bỉ cống hiến với tinh thần tận tâm phục vụ. Thaco, chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn. Bây giờ là 19 giờ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
này con gửi tiết kiệm ở ngân hàng Phương Đông OCB, được tặng voucher mua sắm, cơ hội sở hữu 10 lượng vàng SJC. Con học thêm mẹ, gửi tiết kiệm ở OCB đó, vừa có lãi suất hấp dẫn, lại có thêm quà cho gia đình mình. Đón xuân vầy, nhận thịnh vượng cùng OCB. Về cái về ho hắng, mẹ bầu lo lắng tác hại khó lường, người béo tiểu đường, người già trẻ nhỏ, Nam Hà đã có bổ phế không đường. Siro thuốc ho bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ không đường cho các thành phần thảo dược, chữa trị các trường hợp ho, đau rát họng, viêm họng, viêm phế quản. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc con giật do sốt cao, người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bổ phế Nam Hà, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chốn di sản, mẹ thiên nhiên ưu đãi, dấu vàng son vững giá trị trường tồn, chuyến hành trình tròn vẹn mọi giác quan. Bái Đính, Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Nơi đây bồng lai hiếm có, lưu danh với những kiệt tác Phật giáo trường tồn. An yên nơi chốn thiêng đất Phật, Tam Trúc, điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới. Là một người đàn ông hiện đại, tôi chọn nước giặt Blue để chia sẻ việc nhà với vợ của mình. Nước giặt Blue sạch sâu thơm lâu từ thảo mộc. Và tôi là diễn viên Đình Tú. Nước giặt Blue sạch sâu thơm lâu từ thảo mộc. Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. We'll be right back.
Còn đây là toàn bộ đồng hành quan trọng này, tất cả các Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Chợ rộn ràng, vui tươi và đầy sắc màu, nơi mà các giá trị văn hóa các vùng miền được thể hiện phong phú, đa dạng, vừa mang bản sắc riêng nhưng vẫn có sự giao thoa với 54 dân tộc anh em. Chợ mùa xuân năm 2024 lấy hình ảnh chim lạc, một biểu tượng vừa gần gũi, thân quen, vừa thiêng liêng với khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới bằng quyết tâm và nội lực của chính mình. Phiên chợ cuối năm sẽ không thể thiếu những tấm gương truyền cảm hứng, hết lòng vì cộng đồng. Họ là những người con miền xuôi, bằng tình cảm và tâm huyết của mình để đưa khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi ngày càng xích lại gần nhau. Họ chính là những người dân tộc miền núi, mong muốn thực hiện hóa khát vọng bay cao bay xa từ chính mảnh đất quê hương. Đam mê, nhiệt huyết, những bạn trẻ đã chấp nhận đương đầu với thử thách để thực hiện ước mơ của mình. Hãy trao đi yêu thương để đón nhận niềm vui và hạnh phúc. Một mùa xuân tràn đầy sức sống và niềm tin đang đến với mọi nhà. Hãy cùng hòa mình vào phiên chợ mùa xuân. 21 giờ ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết trên VTV5. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Vọng và hạnh phúc để cảm nhận được những mầm xanh lục biếc đang hé nở và sắc xuân đang về với mọi nhà, với mọi người. Chúc Tết an lành mọi người, quên
Tết với đồng bào ngày 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết trên VTV5 Tây Nguyên. Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Con giáp 2024 có gì đặc biệt? Chương trình là điểm hẹn đầu xuân của cụ ông nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc và cụ bà nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Nhìn đi. Tôi biết với 12 nhân vật tương ứng 12 con giáp. Chào mùa xuân! Xin chào bà con cô bác nhá! 12 con giáp 2024 là chuyến hành trình dâng lên làng đặc sản khắp các vùng miền Tổ quốc để tô điểm vị Tết, hội làng đầu xuân. Bây giờ đắng cay ngọt thì con đều trải qua hết rồi, bởi vì là vị cùi, đó là vị cùi xanh. Đó là những cái thác gành trong cuộc sống. Nếu chúng ta đi qua nó mà lớn lên thì chúng ta lại phải cảm ơn nó. Không có cái vị Tết xa nhà trong mâm Tết ngũ vị là chúng ta chưa cảm hết được tấm lòng của người Việt. Đã 5 năm qua con ăn Tết mà không còn mẹ con nữa. Truyền tải không khí vui tươi của ngày hội làng 12 con giáp có sự xuất hiện của hàng trăm khán giả đến từ các tỉnh thành, hứa hẹn sẽ là điểm du xuân bùng nổ. Cùng những tiết mục âm nhạc nhiều màu sắc. Tất cả sẽ có trong 12 con giáp 2024, phát sóng 20h45 ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết trên VTV5 Tây Nam Bộ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí.
Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Trên kênh VTV7, Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu, quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
Còn đây là toàn bộ đồng hành quan trọng đặt đây hết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Phạm Minh Chính thăm các lực lượng ứng trực Tết tại các cơ quan báo chí. Hôm nay 30 Tết, các vùng miền trên cả nước đang náo nức chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn vui tươi và đầm ấm. 5.000 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ người nghèo đã được hoàn thành ngay trước Tết, giúp bà con về nhà mới vui xuân đón Tết. Có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để quyết tâm làm ăn. Tết với người Việt ở nước ngoài luôn thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.